Đây là Coi68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với DeFi Discussion. Đây là nơi mà chúng ta sẽ ngồi xuống để trò chuyện cũng như là chia sẻ với nhau những câu chuyện, những góc nhìn thú vị xoay quanh thị trường crypto và đặc biệt là thị trường DeFi. Câu chuyện tuần này chắc chắn sẽ là một cái chủ đề hết sức là hắc não với các anh em đang nghe DeFi Discussion. Tuy nhiên là trước khi đi vào cái nội dung mà nó hết sức là phức tạp và hết sức là có thể gọi là rối rắm của DeFi Discussion tuần này thì như thường lệ thôi, hãy dành thời gian để đón chào một người đồng hành hết sức quen thuộc với chúng ta trong chuỗi podcast này ha. Rồi, xin chào Tiến. Xin chào anh Nguyên, xin chào những bạn đang nghe podcast tập tuần này ha. Rất là vui khi được ngồi ở đây cùng trò chuyện với mọi người về những cái chủ đề thú vị trong thị trường crypto và DeFi trong tập podcast của DeFi Discussion tuần này. Ok. Nếu như mà theo dõi Twitter trong tuần vừa rồi thì anh em chắc cũng thấy là rất nhiều cái meme đúng không? Rất nhiều những cái tweet, những cái trò đùa liên quan đến layer 2, layer 3, xong rồi layer 5, layer 6, rất nhiều layer. Và thực ra thì ban đầu bọn mình cũng không định làm cái chủ đề này, tại vì như anh em cũng biết là cách đây khoảng 1.5 năm hơn thì DeFi Discussion cũng đã đề cập về cái câu chuyện là một cái layer 3 thì nó trông lên như thế nào. Tuy nhiên á, là có một cái câu hỏi thôi, có một cái câu hỏi của một bạn trong team thì bạn này thắc mắc, thì mình thấy cái vấn đề này nó cũng khá là hay để mà chúng ta đem ra mổ xẻ và tìm tòi với nhau. Thì disclaimer trước anh em là cái câu hỏi này là do bạn này thắc mắc, thì mình sẽ gọi là phải nêu đích danh cái tên của cái dự án trong cái câu hỏi này để đâu đó nó làm rõ cái vấn đề, chứ nó không có mục đích gọi là siêu hay là cái gì. Thì cái bạn này bạn hỏi á, là nếu như mà một cái dự án mà nó sử dụng cái khung restricted roll up của an layer để build một cái blockchain, vậy thì cái blockchain đó nó sẽ sau cùng nó sẽ được gọi là cái layer mấy. Thì thoạt đầu thì mình nghĩ là cái câu hỏi này nó rất là dễ trả lời, nhưng mà sau một hồi một tuần vừa rồi ha, cũng khá là sôi nổi và hỗn loạn ở trên Twitter, thì cá nhân mình cũng thực sự là cũng khá là rối trong cái việc là xác định cái định danh của cái layer. Thì ok, thì chắc là cái phần này thì cũng muốn biết Tiến nhìn nhận thế nào về cái câu chuyện này, thế nào là một cái layer 3, thế nào là một cái layer 2, và nếu như mà có một cái gọi là chi tiết gì đó để phân biệt giữa các cái layer này thì với Tiến nó là những cái chi tiết nào? Dạ thì cảm ơn. Em cũng thấy là cái câu hỏi mà anh Nguyên đặt ra cũng là câu hỏi khá là thú vị ha. Thì đúng là cái tuần vừa qua cái chủ đề về layer 3 được nói đến khá là nhiều, như là cái vấn đề sẽ quan đến việc là scaling blockchain. Thì để có thể hình dung ra được cái vấn đề và định nghĩa của layer 3 là gì, như là cái sự khác biệt giữa nó với lại layer 2 và layer 1 như thế nào, thì có lẽ là mình sẽ đi từ dưới lên trên trước ha. Đầu tiên thì chúng ta có lẽ đều biết về cái việc mà layer 1 là gì, đúng không? Layer 1 chúng ta sẽ coi giống như là một cái base chain layer đi. Thì nó sẽ là một cái blockchain, sẽ có những cái block, nó sẽ giúp là xác thực các giao dịch và thực hiện các giao dịch kiểu như vậy. Và khi mà những cái blockchain ra đời, coi như điển hình như là Ethereum và những blockchain layer 1, blockchain EVM chúng ta nhắc đến đó, thì cái vấn đề liên quan tới cái việc mà scaling những cái blockchain này nó bắt đầu được hình thành lên. Tức là khi mà vào những cái khung thời gian cao điểm mà chúng ta đều thấy là cái những cái blockchain như Ethereum nó bắt đầu trở nên quá tải và đẩy phí gas lên, gây ảnh hưởng để trải nghiệm người dùng vân vân, những vấn đề như vậy, thì nó sẽ đặt ra những cái vấn đề về cái việc khắc phục cái vấn đề đang diễn ra. Thì chúng ta có những giải pháp ra đời là những cái L2 và cái L2 xem chiếc roadmap của Ethereum khi mà đẻ ra những cái roadmap. Thì layer 2 thì chúng mình đã nói rất là nhiều lần rồi, những cái roll up, những layer 2 và đặc biệt là những cái roll up thì nó sẽ giúp là giảm tải được cái áp lực lên mạng lưới, là lên cái layer 1. Ở đây mình sẽ nói là layer 2 của Ethereum đi, là nó sẽ giúp giảm tải áp lực lên mạng lưới layer 1, và nó giải quyết phần nào cái vấn đề scaling blockchain, rồi blockchain trên layer 2 v.v. như vậy. Ok, vậy thì khi mà chúng ta có càng nhiều những cái layer 2 và ngày càng nhiều những cái DApp xuất hiện hơn, thì chúng ta lại xuất hiện một cái khái niệm mới. Có lẽ khái niệm này mình để thấy khái niệm này bắt đầu nổi lên khoảng đâu đó cuối năm ngoái tới đầu năm nay thôi. Và khái niệm này là về layer 3. Vậy thì layer 3 thì mình đang hình dung nó đang như là một cái application layer. Ok, thì mình thống nhất là trong cái nội dung của podcast này thì mình sẽ chỉ đề cập tới giải pháp hiện tại layer 3, hiện tại là một cái roll up để lên một cái lớp roll up khác, đúng không? Thì mình đang hình dung nó giống như là một cái application layer.
nó được build trên từ tiếng Anh nó sẽ là build on top của một cái layer 2 khác, tức là một cái roll up được build on top trên một cái roll up khác, thì người ta gọi tới đó giới là một cái layer 3. Ok, thì đó là cái những cái khái niệm cơ bản nhất về của layer 3 tới thời điểm hiện tại. Thì để có thể nói là vậy thì cái điểm khác biệt giữa layer 2 và layer 3 là gì, thì ok, thì mình có thể để nói ra một vài cái ý kiến sau. Thứ nhất thì layer 2, đúng không, layer 2 chúng mình đã nói rất là nhiều lần rồi, thì cái vấn đề của layer 2 nó được sinh ra là để giải quyết cái bài toán mở rộng của blockchain mẹ, blockchain layer 1. Đây mình nói điển hình như là Ethereum đi, thì layer 2 được sinh ra là để giải quyết cái vấn đề mở rộng của layer 1. Và chúng được thừa hưởng tính bảo mật từ blockchain layer 1, đề cập tới là Ethereum. Một cái rollup khác nhau thì chúng sẽ có những cái cơ chế khác nhau riêng biệt để xử lý và gửi cái giao dịch về layer 1 khác nhau. Chúng ta có những cái như là optimistic rollup, rồi zk rollup, và chúng ta có những cái phiên bản khác như vậy. Thì đó là một layer 2. Đó là nhiệm vụ chính của một layer 2. Còn layer 3, kể từ khi mà layer 3 ra đời, chúng ta đang theo như mình đang tìm hiểu thì những cái layer 3 này đang xoay quanh cái việc mà tạo ra một cái blockchain riêng để phát triển những cái DApp, những cái decentralized application, tức là những cái này nó cho phép là tùy chỉnh cái cài đặt riêng để phù hợp với lại việc xây dựng những cái DApp đó, như là về privacy chẳng hạn. Đó là đây là những cái layer 3 thì nó được xây dựng như vậy. Thì ở thời điểm hiện tại thì những cái layer 3 này đang được ra đời, được xây dựng cho những cái DApp giống như là về gaming hoặc là những cái product desk. Thì mình đang thấy câu chuyện nó đang diễn ra trên thị trường hiện tại là như vậy. Tức là nó sẽ có hai ý, là về cơ bản layer 3 nó là một cái blockchain, nó vẫn giống như layer 2 nhưng mà nó là builder lên trên layer 2. Tức là layer 2 hưởng cái bảo mật như thế nào từ layer 1 thì layer 3 đâu đó nó cũng sẽ có những cái thừa hưởng như vậy đối với layer 2. Thì là cái yếu tố build on top là cái ý đầu tiên. Cái ý thứ hai Tiến nói là cái câu chuyện về cái câu chuyện về một cái mục đích cụ thể, về scaling, tức là nó scale về một cái mục đích cụ thể, nó chỉ tập trung vào xử lý một cái vấn đề gì đó thôi, thay vì là nó khá là general, nó khá là chung khá là như general, là đúng không? Ok, thì chắc là mình sẽ có một cái câu hỏi như thế này đi, để có thể một cái case cụ thể để làm rõ cho anh em. Ví dụ như là, không biết là ví dụ như nếu như mà người ta sử dụng một cái bộ công cụ layer 2 chẳng hạn, là OrbiStack hay là Avitumobit, mà họ build ra một cái blockchain riêng của họ, thì cái này được gọi là layer 2 hay layer 3 ha? Rất nhiều anh em cũng sẽ thắc mắc. Ok, thì đây có lẽ cũng đúng là một khái niệm khiến nhiều người mới, đúng không? Những người có lẽ là OG trong thị trường thì em không nói tới, bởi vì họ có lẽ đã khá là hiểu về những cái bộ công cụ này rồi. Thì đối với lại những cái người mới hoặc là những người lần đầu đọc qua những khái niệm này, thì OpenStack và Avitumobit, mình lấy cái điển hình là hai cái ví dụ này đi. Thì OpenStack thì cái mục đích mà optimism đang hướng tới, theo như mình dung được và theo như mình hiểu được, hình dung được, là họ đang hướng tới việc xây dựng một cái hệ thống super chain, một cái hệ sinh thái super chain của mình, đúng không? Nơi sẽ có rất là nhiều những cái layer 2 được sử dụng OpenStack để xây dựng một cái hệ sinh thái của mình, và những cái hệ sinh thái đó nó sẽ được kết nối với nhau thông qua bộ khung của OpenStack và tạo nên một cái hệ sinh thái super chain có thể phát triển bùng nổ hơn trong tương lai, kiểu vậy. Thì đó là cái tầm nhìn về super chain khi mà những bất kỳ một cái layer 2 nào sử dụng một công cụ OpenStack này. Ngắt lời thêm một xíu, tức là về cơ bản nó vẫn là một cái layer 2 khi mà sử dụng cái bộ công cụ đó. Dạ, thì đúng. Okay. Khi mà mình đã sử dụng bộ công cụ đó để xây dựng lên thì theo mình hiểu nó vẫn là một cái layer 2. Còn Arbitrum Orbit thì ngược lại, là khi mà bất kỳ một cái dự án nào sử dụng cái bộ công cụ Arbitrum Orbit này để xây dựng cái blockchain thì nó vừa có thể là một layer 2 và có thể cắm trực tiếp vào Ethereum, chắc hẳn rồi bởi vì nó là EVM mà. Vì nó có thể vừa là một cái layer 2 cắm thẳng trực tiếp vào Ethereum và sử dụng Ethereum là một cái lớp DApp và sensor, hoặc là nó là một cái lớp layer 3 mà nó sử dụng mà nó sẽ settle giao dịch trên bất kỳ một cái layer 2 nào, giống như là Arbitrum hoặc là cái layer 2 nào mà nó tùy trên sự chọn. Tức là khi mà một dự án lựa chọn sử dụng Arbitrum Orbit này, nó có thể vừa là một dự án là layer 2 và vừa là một cái dự án layer 3, tức là một roll up build on top của roll up khác. Đó, nó sẽ có hai sự lựa chọn như vậy. Thì đó là hai cái định hướng phát triển của hai cái bộ công cụ này theo như tìm hiểu được. Thì em nghĩ là ở thời điểm hiện tại, đúng như anh Nguyên nói, khi mà một dự án nào đó đang sử dụng bộ công cụ OpenStack thì ok, chúng ta có hiểu đó, họ đang muốn xây dựng một cái sinh thái layer 2
Còn về Epidemobit thì tùy vào cái định hướng của họ, họ sẽ muốn phát triển một cái layer 3 build on top cái layer 2 nào đó, hoặc là cái layer 2 cắm thẳng vào Ethereum chẳng hạn. Thì đó sẽ là câu chuyện của dự án của họ. Ok, vậy thì không biết thì sau khi mà theo dõi rất là nhiều những cái tranh cãi, rất là nhiều những cái rất là nhiều cái meme trên Twitter trong tuần vừa rồi, thì từ góc nhìn của Tiến thì không biết là cái layer 3 ở thời điểm hiện tại nó có thực sự cần thiết hay không? Thì ok, thì trong anh em mà đang theo dõi Twitter trong tuần vừa rồi, chúng ta có thể thấy là một có rất là nhiều những cuộc cãi vã xoay quanh cái câu chuyện về layer 3 này hơn, tức là về cái câu chuyện mà cái giải pháp scaling hiện tại của Ethereum thì đang là những cái layer chồng lên nhau cho tới khi mà nó đẻ ra một cái layer 100 hoặc là 100 điểm mấy chẳng hạn, thì đó có phải là một giải pháp tuyệt vời cho Ethereum ở thời điểm hiện tại hay không, và Ethereum có thể đi theo một cái đường khác trong cái vấn đề mà scaling blockchain hay không? Ok, thì đây là một số những cái quan điểm mà em thu thập trong tuần vừa qua. Có lẽ chúng ta đều mà những cái người mà đang skin in the game trong cái giai đoạn này đều biết tới một cái tin gọi là một cái meme coin đi, mình sẽ gọi là một cái meme coin. Trước đây là một cái meme coin trên base là một cái layer 2 ha, sử dụng OpenStack thì một cái meme coin trên đây là DeGen. Thì câu chuyện của meme coin DeGen này sẽ gắn với một cái nền tảng khác, là nền tảng WorkCast được sử dụng được build trên Farcaster á. Thì đó là một câu chuyện về DeGen này, là một cái meme token liên quan tới dự án đó. Thì sau một thời gian thì bỗng nhiên một ngày nọ thì cái dự án DeGen này nó tuyên bố là đang định hướng phát triển thành một cái layer 3, định hướng gọi vốn theo kiểu startup kỳ lân kiểu như vậy. Thì cái câu chuyện này bắt đầu nổi lên là liệu layer 3 này có thực sự là cần thiết trong cái hệ sinh thái của Ethereum và cái vấn đề gọi là fix cái vấn đề scaling của Ethereum trong tương lai hay không. Thì theo như một cái bài blog và một cái bài blog của Vitalik mà Vitalik vừa chia sẻ lại và viết về cái vấn đề này cách đây khoảng đâu đó khoảng 1 đến 2 năm gì đó, ông có chia sẻ là cái vấn đề liên quan tới cái việc mà sử dụng một cái lớp layer 3, tức là một cái lớp roll up, trong đây thì hình như Vitalik vẫn dùng từ một cái lớp roll up để đè lên một roll up khác để phát triển cái này. Thì đúng, về cái mặt mà tính toán, tức là về cái mặt mà xử lý, theo mình nghĩ là về cái mặt xử lý cái giao dịch thì nó rẻ hơn, nhưng mà để về một cái mặt mà lưu trữ dữ liệu, về cái mặt mà data availability á, thì nó sẽ là bởi vì là đây là một roll up được build trên một cái roll up khác, thì các bạn hình dung là nó sẽ có vô hình dung nó sẽ có hai cái lớp DA nó sẽ bị chồng chéo lên nhau, và việc này nó không có scale theo cấp số nhân được. Nó sẽ không scale một cách hoàn toàn được. Thì ví dụ như là cái computation đi, thì là cái tính toán, thì là cái họ có thể dùng những cái thuật toán để họ nén lại được, đúng không? Ví dụ như là 100 cái giao dịch ở trên layer 3 chẳng hạn, thì nó chỉ nén lại được còn một cái giao dịch ở trên layer 2 thôi, ví dụ vậy. Rồi họ nén lại được thêm layer 2, 100 cái giao dịch ở layer 2 xuống layer 1, vậy là 100 x 100 thì đâu đó cái cấp số nhân nó lên 10.000 lần. Nhưng mà cái câu chuyện mà DA như Tiến có chia sẻ, tức là cái DA này nó có cái độ trễ đâu đó, khi mà nó có quá nhiều lớp đè chồng lên nhau thì nó sẽ không có cái hiệu ứng cấp số nhân như cái câu chuyện computation hồi nãy. Thì đó là cái vấn đề của cái mô hình là một cái roll up đè lên một cái roll up là như vậy. Ok, thì cũng trong cái bài blog của Vitalik mà ông này ông share lại, thì có thấy một cái ý mà đợt đó mình, tức là cái đợt cách đây 1.5 năm khi mà ông share lần đầu thì mình cũng không để ý đâu, nhưng mà sau khi mà 1.5 đổ lại và cái hệ sinh thái nó bắt đầu nó có nhiều cái mảnh ghép hơn, thì chúng ta bắt đầu hình tượng hơn về cái câu chuyện này, thì Vitalik cũng đã đề xuất một cái câu chuyện là thay vì là chúng ta build một cái layer 3 đè lên một cái layer 2, đúng không, thì chúng ta sẽ cần có một cái lớp gọi là một cái lớp tổng hợp chẳng hạn, rồi sau đó từ cái lớp tổng hợp này là có những cái roll up đồ này nó build, tức là cái lớp tổng hợp này nó sẽ gồm tổ hợp rất là nhiều những cái roll up khác nhau, sau đó các cái giải pháp cụ thể chẳng hạn cho những cái mục đích cụ thể có thể build và gắn kết vào trong cái lớp tổng hợp này, thì cái lớp tổng hợp này nó sẽ vừa tổng hợp những cái proof là những cái bằng chứng ha,
như chúng ta nói nãy giờ rồi, thay vì là làm một cái mô hình là 3 tầng, tức là run up, day lên run up, thì Vitalik đề xuất là sẽ có một cái layer tổng hợp. Ông này dùng cái từ là batch mechanism. Thì hiểu nôm na cái lớp tổng hợp này nó sẽ có đầy đủ hết đồ chơi ở trong đó, và các cái run up hay là các cái validium có thể neo vào đó và có thể gọi là gửi các cái dữ liệu và vận hành cái mạng lưới của mình như bình thường, thay vì là dùng cái layer 2 là một cái lớp trung gian giữa một cái rất nhiều những cái mạng lưới con khác để cắm vào cái layer 2 này như là một lớp trung gian. Thì hiểu nôm na là cái đề xuất này nó sẽ gọi là nó sẽ nâng cấp cái vai trò hơn cho layer 2 nhiều hơn. Cái tầng thứ hai hiện tại thì nó sẽ phải đáp ứng được nhiều cái vai trò hơn. Không chỉ đơn thuần chỉ là một cái blockchain thu thập request của người dùng xong rồi gửi dữ liệu xuống layer 1 nữa, mà nó phải có cái vai trò là đóng vai trò là một cái lớp tổng hợp nhiều hơn, tối ưu những cái vấn đề tương lai có thể sẽ được ứng dụng trong Ethereum, ví dụ như là những cái account abstraction chẳng hạn, những cái bằng chứng nó được tổng hợp lại, những cái để cho chi phí nó được tối ưu hơn. Thì đó là một cái ý mà mình thấy cũng khá là hay trong cái bài blog mà Vitalik nói về câu chuyện layer 3. Thay vì chúng ta có một cái cách tiếp cận mà nó khá là cồng kềnh nếu mà chồng nhiều layer lên nhau, thì ok, thì cũng sẵn là cái góc nhìn của Vitalik đúng không, thì chúng ta nói về một cái góc nhìn ngược lại. Nếu như mà anh em cũng theo dõi cái những cái cuộc tranh luận liên quan layer 3 này thì cũng biết là cái nhà sáng lập của Celestia thì ông này cũng gọi là có một cái tweet nó so sánh cái mô hình hiện tại của Ethereum với lại cái mô hình internet truyền thống á, thì cái mô hình nhiều layer như vậy thì ở bên internet truyền thống thì cũng đâu đó nó cũng đã xuất hiện rồi, và cái nhà sáng lập này cũng bảo là cái việc nhiều layer không có vấn đề gì cả, tại vì nó đã xuất hiện ở trong cái môi trường cũ rồi, tức là cái thế hệ internet cũ rồi. Cái vấn đề mà nhà sáng lập của Celestia ông này đề ra là làm sao để tối ưu được cái khâu bridging, tức là cái trải nghiệm kết nối giữa các cái mạng lưới này, những cái tầng này, để làm sao để người dùng cảm nhận được là họ không phải có cái trạng thái là đi lại giữa các tầng á. Hiểu nôm na là sẽ có cái câu chuyện bridging như vậy. Thì không biết là Tiến có cái thu thập gì thú vị xoay quanh cái câu chuyện này không, hay là có cái thông tin gì mà muốn chia sẻ với mọi người thông qua cái câu chuyện là làm sao để bridging giữa các cái roll up, hay là có cái giải pháp nào để đi theo cái hướng này hay không? Dạ yeah, thì nói chung là cái câu chuyện về cái việc mà như anh Nguyên đã nói là cái việc truyền tải thông tin giữa các chain á, thì cũng đã có khá là nhiều những cái, thậm chí là có những cái meme và những cái cuộc tranh cãi xung quanh về vấn đề này rồi. Bởi vì là ở thời điểm hiện tại, nếu như mình đã từng trải nghiệm đi riêng chain như mình đã từng đề cập đến lúc nãy của cái layer 3 mới, thì cái việc mà sử dụng cầu chính, tức là chưa có một cái dự án nào, một cái dự án về là một bridge nào thì hiện tại đang bắt cầu sang bên cái blockchain đó, thì cái cầu chính của dự án hiện tại đang đi ngược từ layer 3 về layer 2 nhá, là đang mất khoảng 7 ngày yeah. Và có một số dự án có thể phải thậm chí còn phải chờ đến tầm 14 ngày để có thể di chuyển tài sản của mình ngược về trở lại cái blockchain layer 1. Tức là hiểu nôm na là vì mấy ông này là xài cái bộ công cụ của một cái Optimistic Rollup, và Optimistic Rollup thì nó sẽ cần phải 7 ngày chờ. Thì tức là 7 ngày từ layer 3 về layer 2, sau đó là thêm 7 ngày nữa từ layer 2 về layer 1. Là layer 1. Bởi vì từ Optimistic Rollup thì chúng ta đã biết là nó dùng cái for group, và for group thì cần cái thời gian để kiểm tra xem là cái group đó có thực sự là nó ấy không, nó an toàn hay không. Thì đó là câu chuyện đó. Thì ok, thì trong cái tweet của Celestia Founder thì sẽ có đề cập tới một cái khái niệm liên quan tới lại là sovereign roll-up. Thì đây là một cái khái niệm mà không biết là anh Nguyên có từng đề cập tới bây giờ hay chưa. Thì theo như em đang hiểu thì sovereign roll-up nó là một cái roll-up mà sovereign roll-up là một cái roll-up mà nó chỉ có nó tức là nó sẽ settle cái giao dịch. Bình thường những cái rollup mà chúng ta biết đúng không, thì chúng ta hay sẽ gọi cái đó giống như là một cái smart contract rollup, tức là chúng mình sẽ dựa vào blockchain layer 1 là Ethereum, ở đây mình đang nói tới là Ethereum để settle giao dịch. Thì đối với lại những cái sovereign rollup này thì chúng sẽ sử dụng một cái data với một cái DA layer, có thể là Ethereum hoặc là cũng có thể là một bên thứ ba như Celestia chẳng hạn, để làm một cái lớp DA thôi. Còn cái việc mà settle giao dịch và execution giao dịch thì sẽ được dựa hoàn toàn vào cái blockchain đó, và chúng sẽ gần như là không phải dựa dẫm vào Ethereum quá nhiều.
thì em đang hiểu là sovereign layer là một cái blockchain như vậy. Ok, thì những cái sovereign SDK rollup này á, thì nó không cần, không cần, nhưng mà đề cập là nó không cần thiết phải gửi cái những, không cần thiết phải chứng minh cái state của rollup về ngược lại Ethereum để có thể bridge qua những cái rollup khác đó, mà chúng có thể tự execution trên cái blockchain của mình. Chính vì vậy mà khi mà các bạn gửi tài sản từ trong trường hợp đó nói từ rollup này sang rollup khác thì nó sẽ phải không mất thời gian, phải mất đến 7 ngày, như là khi mà các bạn bridge từ, ví dụ như mà đang nói đây là DeGen Chain về May chẳng hạn, hoặc là một cái optimistic rollup nào đó, thì các bạn sẽ không phải mất thời gian như vậy. Thì đó là những cái thông tin liên quan tới cái bộ công cụ gọi là Sovereign SDK rollup mà em biết được. Ừ, ok, tức là hiểu nôm na là tại sao nó xuất hiện ở trong cái câu chuyện của layer 3, tức là nó cũng là một cái giải pháp đâu đó để thay thế cái layer 3, đúng không? Đúng. Thì ví dụ như là layer 3 là một cái smart contract rollup đè lên một cái smart contract rollup, thì đâu đó nó vẫn sẽ có dôi ra cái khúc settlement, tức là cái khâu mà đi về giữa các chain á, thì nó vẫn phải thông qua một cái settlement, và cái settlement này nó là cái khoảng chờ 7 ngày của anh em sẽ dôi ra, là nó nằm ngay khúc settlement này. Thì cái việc mà một cái smart contract rollup build lên một cái smart contract rollup thì đâu đó nó cũng sẽ đúp cái phần settlement này lên, và nó sẽ đúp cái khoảng chờ 7 ngày lên. Nhưng mà cái sovereign rollup này thì nó sẽ tự bê cái settlement nó về 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 trên cái chain của nó, đúng không? Thì đâu đó nó sẽ cắt giảm được những cái vấn đề đó, và một cái khác biệt của nó là nó sẽ không gửi hết tất cả các cái state về thẳng cái layer dưới nó. Và ví dụ như nếu mà nó là layer 3 thì nó không gửi cái state về layer 2 như là những cái ông smart contract rollup, hoặc là nếu như mà nó là layer 2 thì nó sẽ không gửi trực tiếp về dưới layer 1 của Ethereum. Thì đâu đó nó sẽ gọi là nó sẽ tiết kiệm hơn và nó nhanh hơn nữa, đúng không? Nó là một hướng tiếp cận layer 3 mới, nó là một hướng tiếp cận về cái layer 3 kiểu là như vậy. Thế là hình dung là nó sẽ đi ngang nhiều hơn, là thay vì nó sẽ đi ngang hay là nó gửi ngược về layer 1. Ok, thì nó là một cái cách để các cái rollup đâu đó nó sẽ gọi là tương tác dữ liệu với nhau, đúng không? Ok, thì chắc là cũng đủ hát não rồi, cũng đủ rối rắm trong cái tập tuần này rồi, nhưng mà chắc chúng ta sẽ kết thúc một cái tập hết sức phức tạp tuần này bằng một cái câu hỏi mà cũng hết sức là tưởng dễ nhưng mà cũng rất là khó ở đầu cái podcast này mà mình đã đưa ra. Thì không biết là Tín nghĩ thế nào về cái câu chuyện là nếu như mà một cái dự án họ sử dụng một cái bộ restaked rollup, tức là một cái rollup ở trên nền của Eigenlayer, họ build ra một cái blockchain riêng, thì Tín sẽ gọi nó là cái blockchain layer mấy? Yeah, thì nếu là em thì em thực sự sẽ không nghĩ rằng là chúng ta sẽ gọi đây là một cái blockchain layer 3 hoặc là kiểu một blockchain layer 2 nào đâu. Tất nhiên là có thể là sẽ có nhiều những cái tên gọi sẽ được đặt cho, nếu mà thực sự là cái câu chuyện nó sẽ diễn ra thì sẽ có nhiều cái tên gọi khác được đặt cho cái trường hợp mà anh Nguyên đề ra. Còn về ý kiến cá nhân của em thì ở thời điểm hiện tại thì cái việc mà scaling blockchain liên quan tới cái việc mà build những cái rollup on top những cái rollup này nó đang thực sự là nó không cần thiết và nó đang bị thừa thải. Thì có thể là trong tương lai chúng ta sẽ thấy có một vài cái hướng tiếp cận nào đó nó giải quyết vấn đề này, và cũng có thể là thì thường nó sẽ đi theo một cái hướng khác thay vì là build on những cái lớp layer chồng lên nhau. Bởi vì trong chính bài blog của Vitalik, ông cũng đã thừa nhận một cái vấn đề là không thực sự rõ ràng rằng là layer 3 có thực sự là cần thiết hay không. Chính Vitalik cũng đang đặt một cái câu hỏi như vậy. Thì tất nhiên là sẽ có nhiều cái ý kiến trái chiều về cái câu chuyện này, và có lẽ là chúng ta vẫn cần thời gian để xem, để có thể là nhận định được là nó sẽ, câu chuyện này nó sẽ đi tới đâu. Nếu như mà thực sự mà phải gọi tên cái dạng blockchain này thì chắc là cá nhân mình sẽ gọi nó là blockchain 2.5 layer 2.5, bởi vì nó là một cái bộ công cụ, đúng không, một cái framework, nhưng mà nó được build ở trên cái nền của Liquid, một cái lớp restaking, tức là đâu đó nó sẽ trên cái lớp layer 1 nửa tầng. Ví dụ như là nếu mà layer 2 thì là chúng ta so với lại layer 1 thì là layer 1 là Ethereum mainnet, còn ví dụ như đây là nó đang build ở trên cái nền của một cái AVS của Eigenlayer, thì đâu đó chúng ta sẽ cộng thêm 0.5 nữa, và cái bộ công cụ này thì nó sẽ giúp phát triển một cái layer 2 chẳng hạn. Thì layer 2 cộng với cái 0.5 đó thì cá nhân mình sẽ đánh giá cái giải pháp này đâu đó nó sẽ là khoảng 2.5. Nếu như mà bắt buộc phải gọi tên cái layer này, thì giống như Tiến có đề cập về cơ bản trong cái bài blog của Vitalik
nói về layer 3 thì ông cũng xác nhận là ông cũng không biết là có nhiều cái khái niệm, cũng không rõ là phải gọi tên những cái khái niệm này cụ thể nó là gì. Bởi vì rõ ràng là chúng ta quá nhiều cái lớp sản phẩm nó đè lên nhau và nó nhập nhằng về cái mặt định nghĩa. Thì đâu đó chúng ta sẽ phải du di với nhau một xíu trong cái cách nhìn nhận, cũng không nên, tức là mình cố gắng để mình làm sao mình gọi tên nó chính xác nhất có thể, nhưng mà nó chỉ là một cái cách tương đối thôi. Và sẵn sàng để chúng ta có thể tiếp nhận những cái thay đổi mới của cái mạng lưới này trong thời gian tới. Bởi vì với cái đà này thì nhiều khả năng họ sẽ còn đẻ ra rất là nhiều những cái tên gọi mà nó kỳ dị hơn nữa. Thì thì đó cũng là một cái thứ mà bọn mình muốn chia sẻ trong DeFi Discussion lần này. Hy vọng là anh em vẫn sẽ không bị lạc ở trong cái nội dung nó hết sức là rối rắm ở DeFi Discussion lần này. Tập tuần này thì chắc nó cũng dài và nó cũng khá là nặng nề rồi. Thì bây giờ chắc là mình với Tiến sẽ xin phép gửi lời chào đến anh em. Dạ thì rất là vui khi được ngồi ở đây cùng trò chuyện với anh Nguyên về một cái chủ đề theo mình nghĩ là cũng khá là thú vị, của liên quan tới thị trường DeFi ha. Nhất là trong cái thời điểm mà chúng ta đang càng ngày càng có nhiều những cái sản phẩm, càng ngày càng có nhiều những cái lớp layer như anh Nguyên nói, build chồng lên nhau như vậy. Thì nó khá là rối rắm và tụi mình ở đây để gỡ từng tí một những cái rối rắm. Ok, thì rồi cảm ơn anh em đã dành thời gian cho DeFi Discussion tuần này. Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau trong DeFi Discussion tuần tiếp theo với những câu chuyện thú vị xoay quanh thị trường DeFi anh em ha. Rồi, bye bye anh em.